Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đào Yêu Chiết Giang Sơn của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 32 Nếu như ta sủng nàng thành người dám đầu độc ta như vậy, ta thà sau khi bình phục đến tĩnh diệp đường suy ngẫm còn hơn. Giọng thầm tại giã lạnh băng, ánh mắt cũng lạnh nốt, cho dù trước đây ta sùng ái nàng như thế nào, hôm nay nàng phạm lỗi như vậy, ta cũng sẽ không tiếp tục dung thứ cho nàng. Ra, mạnh thị suy sụp, thiếp thân thật sự bị oan. Nếu như ngươi bị oan thì đưa bằng chứng ra xem là bị ai đổ oan. Mai Chiếu Tuyết khẽ nói, nếu không đưa ra được thì gào khóc cũng vô ích. Mạnh thị sừng sốt, nhìn thầm tại dã vẻ mặt y không cảm xúc, coi như đã đồng ý với lời của Mai Thị trong lúc nhất thời bảo nàng ta đi đâu để tìm bằng chứng. Nàng ta bị người ta tính kế, bây giờ vẫn đang rất bối rối. Tuy nhiên, nàng ta chắc chắn một điều, người trong viện này muốn hại thần thiếp chỉ có tần thị. Ý ngươi là, Lục Minh bị tần thị mua chuộc, cố ý hại tướng ra để giá họa cho ngươi. Mai Chiếu Tuyết cười khẽ, nhưng theo ta được biết, hai người vẫn luôn để mắt tới nhau, nha hoàn của ngươi đi gặp tần thị mà ngươi không biết hay sao mạnh chăn chăn hơi hoảng sợ, nhìn chằm chằm xuống đất, quay trái rồi lại quay phải, cẩn thận suy nghĩ. Quả thật không có khả năng lục minh đi gặp người của tần thị. Nếu như gặp thì chắc chắn nàng ta sẽ biết. Gần đây nàng ta được nhiều ân sủng trong viện, tần thị chỉ đến cửa la lối vài lần, thời gian còn lại, ngay cả nha hoàn cũng không đến đi lại. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Sáng sớm ngày mai, ta sẽ đi dự buổi trầu sáng. Thẩm tại giã hờ hững nói, nếu trước lúc đó nàng không thể chứng minh mình trong sạch, cũng không định tội được người khác, vậy ta đành phải nhân tiện nhờ mạnh đại nhân mang nàng về. Ra, mạnh thị khóc sưng đỏ cả hai mắt, ngài đang muốn lấy mạng của thiếp thân đó. Không phải nàng cũng muốn lấy mạng ta sao? Thẩm tại giã mệt mỏi nhắm mắt lại, chuyện này nói đến đây thôi, nàng về đi. Chiếu tuyết, tối nay phái thêm người tới chăm sóc Nguyễn Ngọc Các, đừng để xảy ra sai sót gì. Vâng, Mai Chiếu Tuyết gật đầu, quay người thấy Mạnh Thị vẫn đang đờ đẫn quỳ gối mà không có ý định rời đi, lập tức sai người gô cổ nàng ta ra ngoài. Khương Đào Hoa xem màn đặc sắc này một lúc lâu, mãi đến khi mọi người đã về hết mới thở dài, ra thật nhẫn tâm, dù sao cũng là người ngủ chung giường nhiều năm như vậy, nói không cần nữa là bỏ luôn. Nhưng đầu nhìn nàng, thầm tại giã cười nhạo, cũng không giải thích nhiều đứng dậy bảo chạm lưu chuẩn bị bữa tối tiện thể nói với nàng một câu tối nay nàng đừng về nữa đào hoa sững người mặt lập tức đỏ bừng không phải da vẫn còn yếu sao sao còn muốn tiếp thân thị tẩm liếc mắt nhìn nàng thẩm tại giã nhích môi không phải muốn nàng thị tẩm mà là da cảm thấy sảnh phụ của lâm vũ viện khá thoải mái nàng đến đó ở vài ngày cho ra uống thuốc khương đào hoa bị bệnh gì vậy? Trong người cảm thấy khó chịu còn muốn hành cả nàng. Nàng cũng đâu có thù gì với y, đang yên đang lành mà ngủ sảnh phụ gì chứ. Tức giận chừng mắt hồi lâu, đào hoa vẫn đành phải bảo thanh đài quay về tranh xuân các lấy đồ mang đến đây. muội xem, ra không quan tâm gì mà giữ Khương Nương Tử lại trong viện rồi. Cầm tờ giấy trong tay, tần giải ngữ cười nham hiểm, xé vụn, còn viết danh sách gì nữa, tâm tư của ra đâu có ở chỗ của chúng ta. Mai chiếu tuyết nhẹ nhàng nghịch bộ ấm trà, khẽ mỉm cười, mạnh thị đã rơi vào bước đường như hôm nay mà muội vẫn chưa học được cách bình tĩnh sao. Nàng ta xui xẻo là do tự nàng ta gây ra, bây giờ bị như vậy cũng là đáng đời. Tần thị nói, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng hơn, nhưng tỷ nói xem nàng ta đang làm gì vậy. Khương thị tuy được sủng nhưng lại không có bối cảnh gì ở đại ngụy nhưng đứng sau mạnh thị còn có một thái bộc đại nhân mà sao lại nhỏ mọn thế chứ, nhất quyết muốn tranh giành với người mới. Chuyện này ta cũng không hiểu. Mai chiếu tuyết lắc đầu, được một mất mười, để chỉnh khương thị mà kéo cả mạnh gia của mình vào, có đáng không? Có lẽ nàng ta bị mất trí rồi. Tần thị cười nhạo, mạnh chăn chăn bình thường tính tình u ám, lòng dạ xấu xa, có lẽ vốn tưởng kế hoạch của mình rất hoàn hảo, ai ngờ khương nương tử lại có trí nhớ tốt như vậy thật sự bắt được nha hoàn đó sau này muội và ta phải cẩn thận rồi mai chiếu tuyết hờ hững nhìn cây ngoài cửa à khương thị này thật sự rất lợi hại tần giải ngữ mím môi hừ nhẹ một tiếng nhưng vẫn gật đầu trời đã tối đêm đã khuya cũng không thể rời nguyễn ngọc các tất nhiên mạnh thị không thể làm gì khác ngoài việc ở trong phòng nổi giận nàng ta tức là vì nữ nhân trong viện này quá độc ác, nhưng chưa bao giờ nghĩ rốt cuộc tại sao người trong viện mình lại hại mình như vậy. Trời sáng, đào hoa vừa ngáp vừa đi vào phòng chính hầu thẩm tại giã dậy, hôm nay vị đại gia này dậy sớm mà không cần người gọi, chiều phục đã mặc xong chỉnh tề. Đẹp quá! Nghe được lời khen xuất phát từ nội tâm hiếm thấy này, thẩm tại giã quay đầu, nhướng mày nhìn Khương Đào Hoa, đẹp. Ừm, nhìn chằm chằm con hạc trắng trên vạt áo y, đào hoa chép miệng, thêu hoa rất tinh xảo. Nói thừa, chiều phục đều do tú nương trong cung thêu, sao có thể không tinh xảo. Y còn tưởng nàng đang nói cái gì đẹp, hóa ra lại là y phục. Thẩm tại giã mím môi, hờ hững nói, nàng ở đây tiếp tục nghỉ ngơi đi, ta đi thượng chiều đây. Cung tiễn ra, đào hoa khủy gối nhìn y và chạm lư bước đi trong ánh bình minh, chợt cảm thấy bóng lưng của người đàn ông này cũng rất đẹp giống như một thiếu niên lang mảnh khảnh sạch sẽ chứ không phải một tướng gia nham hiểm xảo quyệt thừa tướng nham hiểm xảo quyệt đi vào chiều đường đứng đầu tiên bên tay phải của bệ hạ ái khanh làm sao vậy minh đức đế vừa nhìn liền nhận ra thẩm tại giã có gì đó không ổn bệnh hạ à? thẩm tại giã nghiêng đầu liếc nhìn mạnh thái bộc ở đối diện chắp tay nói đa tạ bệ hạ quan tâm vi thần không sao. Mạnh thái bộc bị ánh nhìn của y làm cho khó hiểu, tim không khỏi đập nhanh. Không lẽ có liên quan đến chăn chăn? Buổi trầu sáng diễn ra bình thường, nhờ bản tấu trương của thẩm tại dã nên cảnh vương mới được tiếp tục thượng chiều, trong lòng hắn đương nhiên vừa cảm kích vừa coi trọng. Thế nên vừa tan chiều, cảnh vương liền tính bước tới nói vài câu với thẩm tại dã Kết quả là, Hắn còn chưa kịp đi tới thì Mạnh Thái Bộc đã đi trước hắn, hành lễ với Thẩm Tại Dã, thần sắc khẩn thiết hỏi chuyện gì đấy. Mục Vô Ngần khẽ cau mày suy nghĩ, tên Mạnh Thái Bộc này hình như là được Du Vương đề bạt, hơn nữa còn có một cô con gái đang ở trong viện của Thẩm Tại Giã. Quan hệ cặp váy cũng có nghĩa là dám nói chuyện riêng, sao hôm nay lại cấp thiết cản người ngay trước cửa cung như vậy? Thẩm thừa tướng Thân hình mập mạp của mạnh thái bộc giống như một quả bóng, vừa đi lùi vừa chắp tay thi lễ ở trước mặt thẩm tại dã Ngài đại nhân đại lượng, tiểu nữ phạm lỗi, hạ quan nguyện lòng cố gắng hết sức để bù đắp. Liếc nhìn mồ hôi trên trán ông ta, thẩm tại dã bình tĩnh nói, cũng may là thẩm mỗ có cơ hội để mạnh đại nhân bù đắp ở đây. Ngài đừng nói như vậy, hạ quan hổ thẹn, không biết dạy con, nhưng chăn chăn đã ở tướng phủ cũng được một năm rồi, ngài ít nhiều cũng phải nể mặt một chút chứ. Chuyện nói lúc nãy quả thật là nó không đúng, nhưng ít nhất ngài hãy cho hạ quan một cơ hội. Thẩm tại giã không dừng lại, cũng không nhìn ông ta nữa, thẳng tiến về phía trước, cơ hội không phải cho ở đây, đại nhân xin dừng bước. Mạnh thái bộc thoáng giật mình, ngẫm nghĩ ý nghĩa của những lời này, lập tức vui mừng khôn xiết, có điều sau khi liếc nhìn xung quanh, vẫn cẩn thận không thể hiện ra ngoài cúi đầu đi một mạch ra khỏi cung. Cảnh vương ở bên cạnh nhìn, cau mày, gọi hộ vệ tới dặn dò, quay về chuẩn bị một ít lễ vật gửi cho mấy nhà môn khách. Vâng. Thẩm tại giã lòng dạ quá thâm sâu, mục vô ngần không có tự tin có thể hoàn toàn khống chế y, chỉ là y thích phụ nữ, nên hắn cũng không cần phải tốn công sức ở chỗ khác. chương 33 Gia nô ngây người, vội vàng gật đầu rồi bỏ chạy như bay. Xem ra Mạnh Thái Bộc rất thương cô con gái này, tuy nhiên, tỏ ra cấp thiết và lo lắng như vậy chẳng khác nào vạch áo cho y xem, cũng không phải là người thông minh gì. Dù sao cũng được xếp hàng cửu khanh, vậy mà không bằng cả phận đàn bà như Khương Đào Hoa. Ít nhất cho đến bây giờ, y vẫn chưa biết át chủ bài của nàng là gì. Ra, vừa bước vào phủ, Mạnh Thị mặc thường phục liền lao tới. Thẩm tại dã nghiêng đầu sang nhìn giật mình lùi lại nửa bước hai mắt nàng ta sưng húp chắc là do khóc cả đêm sắc mặt hốc hác mắt đỏ hoe trong mắt vẫn còn nước mắt nàng ta không chải tóc mà chỉ vén ra sau trên y phục cũng có rất nhiều bụi cả người như phát điên Chạm lư nhanh tay lệ mắt bước tới ngăn cản trước khi nàng ta lao vào người y nhưng mạnh chăn chăn vẫn dãy dụa và đưa tay về phía y thiếp thân thật sự bị oan mà ra Thiếp thân không sai người hạ độc. Ta đang điều tra chân tướng, nàng đừng sốt ruột." Thẩm Tại Dã bình tĩnh nhìn nàng ta, "Nếu như nàng bị oan, ta sẽ rửa sạch oan khuất cho nàng. Nếu nàng đúng người đúng tội thì cũng không thể trách ta tuyệt tình tuyệt nghĩa." Về việc rốt cuộc nàng ta có bị oan hay không, còn tùy thuộc vào biểu hiện của Mạnh Thái Bộc. Mạnh Thị ngây người, cảm nhận được Thẩm Tại Dã không còn tức giận như hôm qua trong lòng vui mừng vội đứng thẳng dậy, vuốt tóc, chỉ cần ra vẫn chịu cho thiếp thân cơ hội, thiếp thân sẽ cảm kích không thôi. Thẩm tại giã khẽ gật đầu, không còn tâm tư dây dưa với nàng ta nữa, quay người đi về phía Lâm Vũ Viện. Khương Đào Hoa đã đi loanh quanh Lâm Vũ Viện cả buổi sáng. Ngoại trừ thư phòng, tất cả những nơi khác đều đã đi dạo một vòng. Tướng ra cũng thật là phong nhã nhìn những bức tranh cổ y siêu tầm đặt trên kệ hoa, đều là tác phẩm của những danh sĩ thanh nhã, nàng không khỏi cảm thán, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình rong, ta tưởng người như hắn thì sẽ thích siêu tầm kiếm hơn. Tại sao? Thanh Đài tò mò hỏi. Bởi vì nhìn hắn là biết kiểu giết người không chớp mắt. Hôm qua ta còn mơ thấy hắn đang mài đao trong viện lúc nửa đêm. Đào hoa bĩu môi suy nghĩ rồi lại nói thêm. Nhưng cũng đúng, Hắn là quan văn, nên chơi tranh chữ cổ. Đằng sau có người lặng lẽ đi tới, Thanh Đài nhạy bén quay đầu lại, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của Thẩm Tại Dã thì sợ đến mức không nói nên lời, vội vàng kéo tay áo Đào Hoa. Đào Hoa vẫn đang xem một bức tranh mỹ nữ, cũng không để ý tới những người xung quanh, chỉ nói: "Được rồi, ngươi đừng vội, xem thêm một lát nữa, ta vẫn chưa hiểu Thẩm Tại Dã rốt cuộc là người như thế nào." nàng xem những thứ này là có thể biết được ta là người như thế nào. Thẩm tại giã cười lạnh, đưa tay vòng qua cổ nàng từ phía sau, nói khẽ, nên nhìn ta kỹ hơn chứ. Giống như rắn độc phun nọc bên tai, Khương Đào Hoa sợ tới mức sau tai run lên, lập tức muốn dãy rụa. Xong, tuy tay thẩm tại giã không xiết cổ nàng nhưng dường như cũng không có ý định buông nàng ra. Thanh Đài ở bên cạnh muốn bước tới cứu nàng nhưng lại bị chạm lư đứng đằng sau lôi thẳng ra ngoài. Có gì đó không ổn, mau đầu hàng thôi. Ra tương đương đào hoa cười khi, sao ngài về sớm quá vậy? Thẩm tại giã cong môi, bắt trước giọng điệu của nàng, vì muốn về xem nàng đang làm gì đó có thư phòng là không được vào nên mới dám đến đây. Đào hoa vô tội chớp chớp mắt, không phạm phải điều cấm kỵ của ngài chứ. Không, nhưng ta đã nghe thấy hết những lời nàng vừa nói rồi. Thẩm tại dã cười khẽ, cúi đầu ghé sát vào tai nàng. thì ra tối qua nàng nằm mơ thấy ta. Đào Hoa giật mình bịt tai lại, mặt lập tức đỏ bừng. A, à, vâng, đúng vậy. thì ra trong lòng nàng, ta là loại người tàn nhẫn mài đao lúc nửa đêm. giọng điệu khá đau lòng. Thẩm tại dã chỉ đứng bên cạnh nàng thì thầm, thật ra nàng hiểu ta như vậy, ta cũng rất vui. Cái gì? Đào hoa cứng người, bối rối nhìn y. Trong phòng chỉ có hai người họ, thẩm tại dã trông thì có vẻ rất ôn hòa, nhưng nàng không biết trong lòng y đang nghĩ gì, đang vui hay không vui, chỉ có thể căng thẳng, cảnh giác quan sát động tác của y. Bàn tay đặt ở hông nàng của thẩm tại dã vươn qua giữ một chiếc bình sạch trên kệ hoa vạn nhẹ. Chiếc kệ tưởng chừng như là một khối lại tách ra ở giữa, để lộ một ngăn nhỏ ở phía sau, Đào hoa sừng sốt, thò đầu nhìn vào trong, sau khi nhìn rõ những thứ treo trên tường, sau lưng nàng toát mồ hôi lạnh. Không phải chứ. Đào kiếm để tường, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào tạo nên một luồng sáng lạnh lẽo. Đào hoa cảm thấy chân mềm nhũn, quay đầu nhìn người phía sau, vỗ tay nịnh nọt, thì ra ra văn thao võ lực tinh thông mọi thứ, thiếp thân thật sự khâm phục sát đất. Đầu thầm tại giã không nhúc nhích, cục mắt nhìn nàng, cười khẽ, những đao kiếm này đều do các cao thủ danh tiếng chế tạo, đều chưa mở niêm phong. Họ nói rằng đao kiếm tốt phải được mở niêm phong bằng máu của mỹ nhân thì mới có linh khí. Nghe những lời này mà đào hoa dùng mình, lập tức nghiêm túc lại, bọn họ lừa ngài đó. Ra, ngài hãy tin thiếp thân, máu của thiếp thân chẳng khác huyết lợn là mấy, dù sao cũng đều là máu có màu đỏ. Vốn dĩ còn muốn tiếp tục dọa nàng, nhưng khi nghe thấy lời này thầm tại giã suýt thì lộ tẩy, khó khăn lắm mới nhịn được cười, chán ghét buông nàng ra, ý nàng là mỗi đêm ta đều ôm một con lợn nái ngủ sao. Nếu ngài nghĩ như vậy thì thiếp thân cũng hết cách. Khương Đào Hoa cắn răng chịu nhục, nhưng thiếp thân cảm thấy ôm mình vẫn thoải mái hơn so với ôm lợn nái. Buông nàng ra, thẩm tại giã quay người, đứng ngoài cửa một lúc. Đào Hoa sững người, còn tưởng ngoài cửa có người đến, kết quả là nhìn hồi lâu cũng không có ai đi vào. Giá, không còn chuyện gì nữa. Thẩm tại dã ho nhẹ, vết thương của nàng cũng đã đến lúc tháo chỉ rồi. Hai ngày tới hãy tẩm bổ, sau đó mời y nữ đến. Vâng, đào hoa gật đầu. Tuy nàng không hiểu vì sao đột nhiên y lại nhắc đến vết thương của mình, nhưng có thể nghe ra bây giờ người này thật sự không có ý định chủ động lấy mạng nàng. Vậy là tốt lắm rồi dùng bữa trưa xong, đào hoa cùng thanh đài đến dược phòng sắc thuốc cho thẩm tại giã. Vì trong phủ không mấy yên ổn nên khâu thuốc thang đều do y nữ giám sát, nhà hoàn chỉ lo việc nhóm lửa, thậm chí cả nước cũng phải kiểm tra. Trong tình huống này, đào hoa hầu thuốc cũng chỉ là hình thức, ở bên cạnh đợi thuốc chuẩn bị xong rồi bưng về lâm vũ viện là được. Nhìn từ xa đã cảm thấy phong cảnh nơi này rất đẹp, thì ra là Khương Nương Tử cũng ở đây giọng một nữ nhân từ xa truyền tới đào hoa khựng lại quay đầu nhìn cố hoài nhu và một nữ tử khác đang sánh bước đi đến cố thị không nói gì giọng nói kia chính là của nữ tử bên cạnh đào hoa hơi nhướng mày nhìn nàng ta đứng dậy cúi đầu chào đoán rằng nàng cũng không biết người bên cạnh cố hoài nhu bước tới nói đây là liễu thị y là bằng hữu nhiều năm của ta thị y đào hoa gật đầu Thấy Liễu thị lễ phép khuỵu gối hành lễ với mình, sau đó ngẩng đầu cười nói, mãi vẫn chưa có dịp nói chuyện với Khương nương tử. Hôm nay thật trùng hợp, thiếp thân đi cùng Cố nương tử đến bốc thuốc. Nương tử không khỏe ở đâu à? Đào Hoa hỏi. Cố thị mím môi, đúng là có hơi khó chịu, vốn đã rất khó ngủ rồi, bây giờ đến cơm cũng không mứt nổi, cũng không thể trì hoãn thêm nữa. Đào Hoa gật đầu, nếu có gì cần giúp đỡ thì bảo nha hoàn đến tranh xuân các thông báo một tiếng là được đa tạ nương tử liễu thị ở bên cạnh nhìn che miệng cười đây quả thật là duyên phận đó ai có thể ngờ hai vị vốn có mâu thuẫn mà lại có thể giúp đỡ lẫn nhau thiếp thân thấy mà mừng cho cố nương tử mừng thật hay mừng già khương đào hóa liếc nhìn nàng ta cứ cảm thấy người này không mấy đáng tin cậy muốn nhắc nhở cố thị vài câu nhưng người ta là bạn tốt, nếu tùy tiện bước tới nói chuyện, khó tránh khỏi bị nghi ngờ gieo rắc bất hòa. Vẫn nên yên lặng làm việc của mình thì hơn. Hàn Huyên thêm vài câu, hai người đi vào dược phòng. Thuốc của Thẩm Tại Dã đã xong, Đào Hoa liền bưng khay quay trở lại Lâm Vũ viện. Thẩm Tại Dã đang nằm trên giường đọc sách, trong sách toàn là những hình vẽ lộn xộn, nhìn từ xa không biết đó là gì, nhưng y lại xem rất nhập tâm còn dùng bút đỏ gạch lên đó. Ra, uống thuốc nào? Ưm. Ừ. Thấy nàng đi vào, thẩm tại giã tỉnh bơ nhét quyển sách xuống dưới gối, sau đó đón lấy bát thuốc bình tĩnh uống. Đợi y uống xong, đào hoa đưa tay nhét một viên mứt quả vào miệng y. Ngậm thứ ngọt ngây này trong miệng, thẩm tại giã khẽ cau mày, nàng xem ta là con nít sao? Uống thuốc mà còn mang mứt quả theo dụ. Đào hoa cười, không ai quy định chỉ có trẻ con uống thuốc mới được ăn mứt quả cả. Thiếp thân thấy ở dược phòng, rất ngon nên mang một ít về để giảm bớt vị đắng cho ngài. Ta không thích." Thẩm Tại Dã há miệng muốn nhả, Đào Hoa nhanh tay lẹ mắt, đưa tay bịt miệng y lại. "Đừng lãng phí, y nữ nói loại mứt quả này rất hiếm trong cung thường đấy." Sắc mặt Thẩm Tại Dã càng u ám hơn, ngước mắt nhìn nàng rốt cuộc là ai cho nàng gan hùm mật gấu mà dám đối xử với ta như vậy. Đào hoa giật mình, yếu ớt thu tay lại, khẽ giọng, ra bớt giận. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. chương 34 Trong phòng chợt yên tĩnh, thẩm tại giã cười nham hiểm ngẩng đầu nhìn nàng. Ta đột nhiên cảm thấy máu của nàng có lẽ vẫn thích hợp để mở niêm phong bảo kiếm hơn, hay là chúng ta thử xem sao. Ra nghỉ ngơi đi nhé thiếp thân đi dặn người làm điểm tâm đã. Thần sắc trên mặt đào hoa nghiêm túc trở lại, khom người hành lễ, quay đầu chạy ra ngoài. Thẩm tại giã lạnh lùng nhìn bóng lưng nàng, hừ một tiếng, rồi lại nhìn đống mứt đặt bên cạnh. Ngược lại, không khó ăn như tưởng tượng. Sau vị ngọt ngây còn có hương thơm đọng lại trong miệng, thực sự át được vị thuốc. Y mím môi, lấy cuốn sách dưới gối ra tiếp tục đọc đến khi trời tối, thẩm tại dã đang chuẩn bị đến thư phòng, trước khi đi gọi khương đào hoa tới, nghiêm túc nhấn mạnh mấy lần, buổi tối hãy nghỉ ngơi ở sảnh phụ, không được ra ngoài. Thiếp thân hiểu rồi. Đào hoa gật đầu. đúng lúc hôm nay hơi mệt, thiếp thân cũng muốn đi ngủ sớm. Ưm, ừ, đi đi. Vâng. ngoan ngoãn ra khỏi phòng chính, đào hoa mới trợn mắt một cái nếu y không nói như vậy thì nàng sẽ xem như không biết gì mà đi ngủ sớm thật nhưng lại chọn cách cảnh cáo nghiêm túc như thế nàng muốn kìm nén cơn tò mò cũng khó thanh đài ngươi ra trước cổng viện canh đi đừng để ai trông thấy vào sảnh phụ nàng khẽ giọng nếu ban đêm có người vào viện này ngươi cũng không cần làm gì cả quay về bẩm báo ta một tiếng là được tuân mệnh căn dặn xong đào hoa tiếp tục xem danh sách trong phủ vừa xem vừa đợi vừa qua nửa đêm thanh đài lặng lẽ quay trở lại chủ tử quả nhiên có người tới chùm kín người nhìn thân hình thì là nam nhân hơi béo đào hoa nghe xong đưa tay chống cầm hỏi đi đến thư phòng đúng nửa đêm canh ba thẩm tại giã không hẹn hò mỹ nhân mà lại đi hẹn hò với một nam nhân béo đây là khẩu vị gì vậy trong thư phòng thẩm tại dã mặt không cảm xúc nhìn mạnh thái bộc trước mặt ông ta đang lau mồ hôi trên trán trông có vẻ hoang mang lo sợ nếu là bình thường thì thật ra mạnh thái bộc cũng không đến mức hoảng loạn như vậy dù sao cũng có du vương chống lưng lại có một người con rể như thẩm thừa tướng đi ra ngoài luôn là nhân vật khiến người khác phải nhìn sắc mặt nhưng bây giờ người ông ta đắc tội lại là thẩm tại dã còn đáng sợ hơn là đắc tội du vương hơn nữa nếu chỉ là một vấn đề nhỏ bình thường thì thôi cũng được, nhưng đây lại là con gái vì tranh sủng mà suýt lấy mạng tướng ra. Đây không phải là muốn kéo cả nhà mạnh ra chết cùng sao? Không phải ta không thấu tình đạt lý, chỉ là lệnh viện lần này phạm lỗi nghiêm trọng. Nếu vẫn giữ nàng ấy lại trong phủ thì không có gì đảm bảo một ngày nào đó thẩm mỗ sẽ không mất mạng. Thẩm tại giã mở lời không chút tình cảm, lúc đầu gửi mạnh thị vào tướng phủ ta, hình như đại nhân có nói nếu mạnh thị phạm lỗi thì ngài nhất định sẽ mang về quản giáo nghiêm khắc đó chỉ là nói miệng thôi mà nếu thật sự đem con gái từ tướng phủ về chẳng phải sẽ khiến cho văn võ trong triều chê cười hay sao du vương cũng sẽ không tha cho ông ta tướng ra hạ quan cũng biết chăn chăn tội không thể tha nhưng ngài có thể cho hạ quan một cơ hội đoái công chuộc tội được không mạnh thái bộc xoa xoa tay hạ quan sẵn lòng làm trâu làm ngựa cho tướng gia thẩm tại giã liếc mắt nhìn ông ta thản nhiên nói người mà đại nhân nên trung thành là hoàng thượng liên quan gì đến thẩm mỗ nói là nói vậy thôi mạnh thái bộc tiến lên hai bước thấp giọng nói ngoài trung thành với hoàng thượng hạ quan vẫn còn việc khác có thể làm gần đây triều đình mới mua hai con ngựa để xây trường đua ngựa hiện đã cấp tiền rồi nếu tướng gia đồng ý hạ quan sẽ gửi tặng phủ ngài mấy con bảo mã tốt nhất cùng với ba phần lợi nhuận. Hoang đường, thẩm tại giã đập bàn, sắc mặt rất khó coi, đại nhân lo việc về ngựa mà lại luôn tham ô tư lợi như vậy sao? Hai chân run rẩy, mạnh thái bộc vội quỳ xuống khấu đầu, tướng gia minh xét, người nắm giữ vị trí thái bộc tất cả các triều đại đều thế cả chứ không chỉ có một mình hạ quan, việc này từ trên xuống dưới đều ngầm đồng thuận rồi mà một người tham ô gọi là tội tham ô một đám người cùng nhau tham ô thì gọi là luật không trừng phạt nhiều người nếu là từ trên xuống dưới đều tham ô thì gọi là quy tắc lâu ngày thành lệ thẩm tại giã thẩm cười nhạo nhìn mạnh thái bộc hồi lâu mới đưa tay đỡ ông ta đứng dậy mím môi nói thẩm mỗ mới vào chiều được hai năm có những chuyện còn chưa biết rõ lắm nên đã trách lầm đại nhân nếu như trên dưới đều đồng tình thì cũng không đáng chê trách Mạnh thái bộc vui mừng khôn xiết, vội ngẩng đầu nhìn y, tướng gia có sẵn lòng nhận không? Thẩm tại giã vẻ mặt đầy do dự, cúi đầu không nói gì, tựa hồ đang lo lắng điều gì đó. Hạ quan biết tướng gia xưa nay luôn thanh liêm, không muốn bị chỉ trích. Mạnh thái bộc đảo mắt, tự cho mình thông minh, hạ quan có cách giúp ngài có thể không bị vấy bẩn chút nào. Cách gì? Mỗi lần xây dựng trường đua ngựa, phần lớn lợi nhuận từ việc mua ngựa đều đổ vào đó. Mạnh Thái Bộc nói, lần này hạ quan sẽ hạch toán từ trên xuống, rồi gửi đến tướng phủ mà không hạch toán gì cả. Bằng cách này, không ai có thể tra ra số tiền đó đã đi đâu. Ánh mắt khẽ động, thẩm tại dã hơi nhếch môi, đại nhân thật là thông minh. Thấy sắc mặt y có vẻ đã đồng ý, Mạnh Thái Bộc mừng rơn, vội vàng thăm dò, vậy chuyện của chăn chăn. Đại nhân thành tâm đến như vậy, Thẩm Mỗ tất nhiên cũng bằng lòng cho nàng ấy một cơ hội. Thẩm Tại Dã nói, có điều vẫn phải nói lời khó nghe trước, nếu sau này lệnh viện lại phạm phải sai lầm như vậy thì cho dù đại nhân có gửi cả trường đô ngựa đến, Thẩm Mỗ cũng không thể nể mặt được đâu. Đa tạ thừa tướng. Mạnh Thái bộc vội vàng hành lễ, hạ quan nhất định sẽ bảo tiện nội đến phủ quản giáo chăn chăn hai ngày, sau này nhất định sẽ không gây phiền toái cho tướng gia nữa sau đó cũng sẽ lập tức mang tạ lễ đến. Ưm, ừ. thẩm tại giã ngáp một cái, mệt mỏi nói, nếu không còn chuyện gì nữa thì mời đại nhân về cho. Thân thể này của thẩm mỗ còn phải nghỉ ngơi hai ngày nữa. Vâng, vâng, liên tục đáp lời, mạnh thái bộc nhanh chóng lùi lại, thân hình tròn lẳng suýt chút nữa va vào khung cửa. Chạm lư nhìn mà lắc đầu, đợi người đi ra rồi mới thấp giọng nói, người này trông thật là vô dụng. Người vô dụng nhiều lắm, người thì không sao, quan trọng là vị trí của họ. Thẩm tại giã cười khẽ, vẽ một gạch vào cuốn sách trước mặt, chạm lư, người đi sắp xếp chuyện tiếp theo đi. Vâng, chạm lư đáp. Nghe tiếng người và tiếng bước chân văng vẳng ngoài sân, đào hoa biết thẩm tại giã có lẽ đã xong việc, lập tức nằm xuống giường giả vờ ngủ. Chủ tử nhà ngươi đã ngủ rồi à? Ngoài cửa vang lên giọng nói của chạm lộ, Thanh đài đáp đã ngủ lâu rồi. Bên ngoài yên tĩnh một lúc, sau đó cửa được đẩy ra, chạm lư bước vào, liếc nhìn chiếc chăn bông phồng lên trên giường rồi mới yên tâm lui ra. Cẩn thận quá nhỉ? Đào Hoa mở mắt nhìn trần màn tối đen, thầm nghĩ hôm nay thẩm tại dã lại làm chuyện thất đức gì đây. Dạng sáng hôm sau, đám người mai chiếu tuyết đã bị gọi đến Lâm Vũ viện. Các ngươi trông người kiểu gì vậy? thẩm tại giã cầm một bức thư, cao mày nhìn Mai Thị, không phải nàng nói đã nhốt lục minh lại rồi sao? Mai Thị có chút bối rối, đúng là đã nhốt cẩn thận rồi, ở trong kho chứa củi hậu viện. Vậy đây là cái gì? Giờ tay ném bức thư qua, thẩm tại giã tức giận, đường đường là tướng phủ mà lại để người tự do ra vào, nếu bị đồn ra ngoài thì ta biết giấu mặt đi đâu. Mai Chiếu Tuyết giật mình, vội đón lấy thư đọc nô tỳ lục minh được người ta nhờ hãm hại mạnh thị xong lương tâm cắn dứt chăn trở đã lâu nên muốn nói cho tướng gia biết sự thật vụ hạ độc không phải do mạnh thị ra lệnh nô tỳ cũng không phải người của mạnh thị hôm nay bỏ trốn mong gia nể tình nô tỳ tì thành khẩn mà để cho nô tỳ đi xa chớ truy đuổi nữa tim mai thị đập mạnh quay đầu hỏi nha hoàn bên cạnh đã kiểm tra kho chứa củi chưa nha hoàn lúng túng Nô tỳ không biết. Mai thị cao mày, xoay người về phía Thẩm tại dã quỳ xuống, "Là thiếp thân thất trách, xin ra trừng phạt." Thẩm tại dã xoa xoa ấn đường, nặng nề thở dài, "Người đã bỏ trốn lâu rồi, muốn đuổi theo cũng không kịp nữa, còn lá thư này." Trong thư nói Mạnh thị bị oan, vậy bây giờ ai phải đi xin lỗi? Mai Chiếu Tuyết cắn răng, Tuy rất khó để biết những lời trong thư là thật hay giả nhưng thiếp thân sẵn sàng đến Nguyễn Ngọc Các để thẩm vấn lần nữa. Nếu không có bằng chứng trực tiếp cho thấy Mạnh Thị muốn hại ra thì thiếp thân sẽ tự phạt mình một tháng lương và xin lỗi Mạnh Thị. Người là do nàng ta thẩm vấn, kết quả là do nàng ta phán đoán, chuyện này kiểu gì nàng ta cũng không thoát được. chương 35 Vậy sao mà được? Chuyện này không liên quan gì đến muội Tần giải ngữ sốt ruột, gần đây ra đã không mấy thân thiện với muội rồi, nếu có hiểu lầm, chẳng phải sẽ càng không đến chỗ muội nữa sao? Muội cứ bình tĩnh, mai chiếu tuyết không vui, hễ gặp chuyện là hoang mang thì làm được đại sự gì chứ? Địa vị của muội trong viện này rất vững chắc, cho dù bây giờ ra tạm thời không sủng muội nữa thì với dư ân trước đây cũng đủ cho muội tiếp tục tiêu dao. Hơn nữa, ngày tháng còn dài, chưa chắc muội sẽ không còn cơ hội chiếm được trái tim ra lần nữa. Tần thị cao mày, nói là nói như vậy, nhưng nàng đã quen được nuông chiều, phải sống trong viện lạnh lẽo thời gian dài đâu có được. Nhưng phu nhân nói cũng có lý, nàng không được vội, trước tiên vẫn phải giải quyết chuyện của Mạnh thị trước, tốt nhất vẫn có thể tiếp tục cắn chết nàng ta, để nàng ta không trở mình được. Bọn họ vừa đi, Đào Hoa liền chuồn ra khỏi phòng trong, đôi mắt tròn xoe sáng người nhìn thầm tại dã. Thẩm Tại Dã liếc nhìn nàng, hờ hững nói nàng lại muốn nói gì nữa mỉm cười trèo lên đùi y ngồi đào hoa chớp mắt nói nhỏ trước đó thiếp thân tưởng rằng mạnh thị bị tần thị vu an trước đó thẩm tại dã nhướng mày vậy còn bây giờ bây giờ thiếp thân cảm thấy ra thật lợi hại suýt thì lừa được cả nàng người muốn trừng phạt mạnh thị rõ ràng là chính y vốn còn tưởng rằng tần thị sẽ là người đáng nghi nhất dù sao trừ khử mạnh thị sẽ có lợi cho nàng ta hơn, nhưng đối với thẩm tại giã gần như cũng không giúp được gì. Tuy nhiên, hôm qua sau khi thẩm tại giã gặp một nam nhân béo, Lục Minh đã bỏ trốn. Đùa, phủ thừa tướng là nơi nào chứ? Rồi nhặng bay ra cũng phải kiểm tra toàn thân, một nha hoàn không biết võ công như Lục Minh sao có thể âm thầm bỏ trốn lúc nửa đêm. Chỉ có thẩm tại giã thả đi, mục đích có lẽ là tha cho mạnh thị tại sao trước đó y thà để bản thân gặp nguy hiểm cũng muốn hãm hại mạnh chăn chăn nhưng giờ lại muốn tha cho nàng ta liên hệ với chuyện xảy ra đêm qua đào hoa cảm thấy chân tướng chỉ có một đó chính là thẩm tại giã lợi dụng mạnh thị để giao dịch gì đó với mạnh gia giao dịch này ban đầu chắc hẳn rất khó đạt được buộc y phải lấy lùi làm tiến bây giờ mục đích đã đạt được nên mạnh thị đã được tha nghĩ như vậy thẩm tại giã thật sự rất lợi hại nữ nhân trong viện này hẳn là được người khác gài vào hòng tạo quan hệ với y nhưng y lại dùng chính những nữ nhân này để bóp cổ người khác nam nhân như vậy thật sự vừa đáng tin cậy lại vừa nguy hiểm nhìn vào mắt nàng thẩm tại giã cũng biết có lẽ nàng lại đoán được tâm tư của mình trong lòng có chút không vui ngồi thoải mái không hà đào hoa ngơ ngác nhìn y thoải mái chứ ta không thoải mái, nàng nặng quá. Y nghiêm mặt, xuống đi. Ở đâu ra cái thói vừa đến là ngồi vào lòng y vậy? Đào hoa phồng má đứng dậy, trèo lên nhuyễn tháp bên cạnh, lẩm bẩm. Người khác đều rất thích liễu yếu đào tơ ở trong lòng. Ngài có phải là đàn ông không? Nàng nói cái gì? Thẩm tại giã nheo mắt lại. Thiếp thân nói hôm nay trời nắng đẹp, thích hợp đi chơi. Thẩm tại giã cười lạnh, nàng quên hôm nay còn phải tháo chỉ hay sao? Đúng nhỉ, đào hoa xa sầm mặt, thở dài, đưa tay sờ eo mình. Tháo chỉ cũng là cực hình. Chủ tử, y nữ đến rồi. Thanh đài đi vào nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đống, đào hoa thăm dò hỏi một câu, nếu ta không tháo ra, để chỉ mọc luôn trong thịt thì có gì không tốt không? Thanh đài nghiêm túc nhìn nàng, sẽ bị nhiễm trùng rồi sinh bệnh, vì vậy không thể để lại chỉ thôi được đào hoa sầu não gật đầu đứng dậy đi theo thanh đài ra ngoài thẩm tại giã khẽ nhướng mày cảm thấy có chút thú vị khương đào hoa không sợ trời không sợ đất khâu kim cũng không dám dùng thuốc mê hóa ra lại là người rất sợ đau nếu sợ vậy còn cứng đầu làm gì đầu óc nữ nhân này có vấn đề à y nữ đã đợi sẵn ở sảnh phụ đào hoa mím môi nằm trên giường không lên tiếng, để lộ vết thương trên thắt lưng cho y nữ. Người dáng chịu một chút, y nữ khẽ nói, nô tỳ sẽ nói một vài chuyện khác để khiến người phân tâm, cũng giúp người cảm thấy dễ chịu hơn. Được, đào hoa nhắm mắt nói, kể cho ta nghe vài chuyện phiếm trong phủ này cũng được. Chuyện phiếm, y nữ lấy kéo ra, vừa động tay vừa nói, chuyện của lục minh mới xảy ra gần đây, bên phía dược phòng rất đâu ra đấy nhưng cũng không có gì thú vị để nói chỉ có lần trước liễu thị y và cố nương tử đến tìm đại phu sau khi ra khỏi cửa không biết tại sao lại xảy ra cãi vã cảm thấy vết thương đau xé đào hoa nghiến răng hỏi bọn họ không phải là bạn thân nhiều năm sao sao lại cũng cãi nhau bạn thân đến mấy cũng sẽ có lúc cãi vã huống hồ gần đây hai vị chủ tử ấy cũng ít qua lại với nhau dường như đã nảy sinh hiềm khích đào hoa mím môi hôm qua nàng đã tìm tên của Liễu Thị trong danh sách. Liễu Hương Quân, thứ nữ của nhà vệ úy đại nhân đương triều, nếu đã đến tướng phủ làm một thị y nhỏ bé, chắc hẳn ở nhà cũng không được cưng chiều cho lắm. Hôm đó gặp mặt, Liễu Thị mồm mép lanh lợi, nói chuyện cũng dễ mến, trông có vẻ thông minh hơn cố hoài nhu. Đào hoa không khỏi thắc mắc, có khi nào ngay từ đầu chính nàng ta đã xúi dục cố thị đến chỗ nàng gây chuyện. Mải miết suy nghĩ, chỉ đã tháo được một nửa khi nàng tỉnh táo lại mới phát hiện thật sự rất đau ngứa ngáy châm trích còn khó chịu hơn cả bị thanh đài cho một đau sao ngươi không rút hẳn ra luôn đi đào hoa khó chịu nói khóe miệng y nữ hơi co giật cái này không thể rút hẳn ra được nương tử hãy cố nhịn thêm một chút nữa thanh đài nhìn thấy cũng không đành lòng đang định an ủi nàng thì thấy một nha hoàn đang hớt hải từ bên ngoài chạy vào mở miệng nói lý y nữ mau đến ôn thanh cắt đi vẫn còn nửa số chỉ ở trong thịt y nữ cũng không ngẩng đầu lên đợi tháo xong chỉ cho khương nương tử đã rồi đi đến cửa cướp y nữ là đạo lý gì vậy thanh đài bước lên bất mãn ngăn lại chủ tử nhà ngươi vội chủ tử nhà ta không gấp chắc tiểu nha hoàn lo đến mức sắp khóc trực tiếp quỳ xuống nói hôm nay những y nữ khác trong phủ đều đi vắng chủ tử nhà nô tỳ hình như. Hình như không được khỏe, chỉ có thể để y nữ đến xem thử. Nô tỳ cũng là nhất thời sốt ruột, mong Khương nương tử thông cảm. Chỉ có thể để y nữ xem. Vậy là bệnh đàn bà rồi. Đào hoa mím môi, giọng yếu ớt, không phải ta không thông cảm, mà là ta cũng đang cảm thấy khó chịu. Thanh đài tức giận, chủ tử cứ nằm đi, để nô tỳ tống nó ra ngoài. Nói xong, sách tiểu nha hoàn ném ra sân rồi đóng sầm cửa khóa lại. Tiểu nha hoàn ngơ ngác nhìn về hướng phòng chính, lại hơi sợ không dám đi, đành phải bấm bụng chạy về ôn thanh các. Vật vã nửa canh giờ, chỉ trên người đào hoa cuối cùng cũng được tháo hết. Trên eo có một vết sẹo, xấu xí khó coi. Phải làm sao đây? Nàng lo lắng, có cách nào xóa nó đi không? Lý y nữ mỉm cười dịu dàng, nương tử ăn nhiều những thứ có da lợn, dưỡng kỹ vài năm là nó sẽ nhạt bớt. Vài năm, đào hoa thở dài, vậy có nghĩa là lúc nào nàng cũng phải mang theo nó rồi. Đang buồn bã thì bên ngoài đột nhiên ồn ào, hình như chạm lư đang cản người, nhưng người đó vẫn bất chấp hướng về trong phòng mà hét ra. Xảy ra chuyện rồi, ngài mau ra xem đi ra. Giọng nói nghe quen tai, đào hoa nhướng mày, ôm eo bảo thanh đài mở cửa thẩm tại Dã đang nghỉ ngơi, bị làm ồn bởi giọng nói này, không kiên nhẫn mở cửa, sao thế? Chạm lư khom người đứng sang một bên, trên mặt liễu thị đầy nước mắt, vừa nhìn thấy y liền quỳ xuống, ra, thai tượng của hoài nhu tỷ tỷ có vấn đề. Sao ngài không lo lắng chút nào vậy? Thai tượng có vấn đề. Thẩm tại giã sừng sốt, đào hoa ở cửa sảnh phụ cũng ngây người. Nàng ta có thai từ khi nào? Liễu thị khóc lóc vô cùng thương tâm, về chiếc khăn tay nói, vừa rồi tỷ tỷ muốn đến mời y nữ nhưng Khương Nương tử không cho, giờ thì hay rồi, đại phu đến mới phát hiện Hoài Nhu tỷ tỷ có thể đã bị động thai. Chắc chắn chưa?" Thẩm tại dã hỏi. "Chưa, đại phu vẫn luôn theo dõi, bảo là còn quá sớm nên khó bắt được mạch, có lẽ phải quan sát một thời gian." Vẫn chưa chắc chắn làm sao nàng ta biết là thai tượng có vấn đề chứ không phải là đau bụng. Đào Hoa cạn lời, chậm rãi đi tới trước mặt Thẩm Tại Dã. Già cũng biết rõ tình cảnh của Thiếp thân, không phải Thiếp thân cố ý chiếm giữ y nữ, chỉ là thời gian vô tình trùng khớp mà thôi. Ta biết." Thẩm Tại Dã gật đầu, xoa xoa ấn đường, "Nếu đã nghiêm trọng như vậy, chúng ta đến Ôn Thanh Các xem thử." Đào Hoa, nàng cũng đi cùng. "Vâng." Khương Đào Hoa đáp lời, liếc nhìn Liễu thị đang quỳ dưới đất. Liễu Hương Quân từ từ đứng dậy, vẫn lau nước mắt, có vẻ rất lo lắng nên mới đến tỏ thái độ bất bình cho tỉ muội của mình. Tuy nhiên, không phải lúc nãy Lý Y Nữ nói rằng nàng ta và cố thị đã nảy sinh hiềm khích sao? Dáng vẻ đồng cảm này lại là sao đây? Thẩm tại giã đi rất ung dung, liễu thị đi theo bên cạnh ngược lại hơi sốt ruột, ra, ngài không lo lắng sao? Nếu chẩn đoán chính xác thì đây sẽ là đứa con đầu lòng của ngài đó ta không phải đại phu, lo lắng cũng vô ích. Thẩm tại giã bình tĩnh nói, huống hồ nàng cũng nói là còn chưa trần đoán chính xác, nếu trần đoán sai, chẳng phải ta cũng phải trách tội cố thị sao. Liễu hương quân sừng sốt, im lặng lùi sang một bên không nói nữa. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 36 Ưm, ừ. thẩm tại giã ngồi xuống bên giường, nhìn cố hoài nhu, lần cuối cùng thị tẩm là một tháng trước, thời gian không đủ dài chẩn đoán không ra cũng là bình thường cố hoài nhu kinh ngạc nhìn y ra sao ngài lại tới đây liễu thị nói nàng không được khỏe nên đến lâm vũ viện mời ta đến thẩm tại giã nhìn nàng ta khẽ mỉm cười bây giờ nàng đã thấy đỡ hơn chưa đỡ hơn rồi cố hoài nhu khẽ cau mày quay đầu liếc liễu thị một cái rồi lại vội nói với thẩm tại giã làm phiền ra đích thân tới đây là hương quân đã đừng đột, xin ra đừng trách tội. Liễu thị đứng sang một bên, ấm ức nói, tỷ tỷ có tin vui, phận là muội muội chẳng qua là bất bình thay tỷ thôi, sao ra lại trách tội được. Lời này có nghĩa là ta và ngươi qua lại đều có mục đích riêng. Đào hoa vội đứng ra xa, tò mò nhìn hai người này. Ý tứ trong lời nói của họ có thể hiểu rằng liễu thị gọi thẩm tại giã dường như không phải chủ ý của cố thị. Liễu Thị tự ý quyết định đến Lâm Vũ Viện khóc lóc ầm ĩ, trong khi Cố Thị lại muốn rũ bỏ liên quan, không muốn bị nàng ta liên lụy. Thật thú vị, tỷ muội nhiều năm sao lại trở mặt thành thù rồi. Thẩm Tại Giã không nói gì, chỉ ngồi im lặng. Cố Thị và Liễu Thị thì lời qua tiếng lại, gần như sắp cãi nhau đến nơi. Chuyện chưa chắc chắn, muội muội đã vội đi thông báo cho ra. Đến lúc đó nếu làm ra thất vọng thì nên trách muội hay trách ta tỷ tỷ đúng là coi lòng tốt của người khác như lòng lang dạ thú mà. Lúc nãy tỷ không tìm được y nữ, chẳng phải chính thiếp thân đã đến dược phòng mời đại phu sao? Muội muội quan tâm tỷ, tỷ thì hay rồi, vừa nhìn thấy ra là đổ hết lên đầu thiếp thân. Có thật là vì muốn tốt cho ta hay không, trong lòng ta biết rõ. Cố thị cười lạnh, cho dù nhiều năm đội lốt cừu thì sói vẫn là sói, sớm muộn gì cũng sẽ lộ bộ mặt thật thôi. Tỷ tỷ Đủ rồi đấy. Nghe đến phát phiền, cuối cùng thẩm tại giã ngắt lời bọn họ. Người một nhà mà cãi nhau như vậy, các nàng cũng không thấy xấu hổ à. Nếu đã chưa chẩn đoán được thì từ nay đại phu sẽ tới ôn thanh các xe mạch mỗi ngày. Người ở dưới cũng hầu hạ cẩn thận một chút. Đợi một thời gian nữa rồi nói tiếp. Đa tạ ra, cố thị cúi đầu hành lễ, liễu hương quân cũng không lên tiếng khương đào hoa đứng bên cạnh nãy giờ cuối cùng cũng đi tới nhìn cố hoài nhu nói nhỏ nếu đã chưa có chẩn đoán thì vẫn có hy vọng nương tử hãy nghỉ ngơi thật tốt cố hoài nhu liếc nhìn nàng thần sắc có chút phức tạp nhưng ngại thẩm tại giã đang ở bên cạnh nên cũng không tiện nói gì chỉ có thể gật đầu nếu không còn chuyện gì khác thì giải tán đi thẩm tại giã đứng dậy ra vẻ quan tâm nói một câu không có việc gì thì đừng ra ngoài đi lại chăm sóc bản thân thật tốt. Vâng, Cố thị đáp lời, lặng lẽ đánh giá thần sắc của y. Tâm tư của gia vẫn rất khó đoán, nghe thấy chuyện như vậy mà trên mặt vẫn bình thản không tức giận, nhưng cũng không vui lắm, quay đầu cùng Khương thị rời đi. Ta đã nói gì nào? Đợi mọi người đều ra khỏi viện, Liễu thị mới nói với giọng điệu kỳ lạ, tỷ xem Khương thị là chỗ dựa nhưng nàng ta lại không quan tâm đến tỷ chút nào dành y nữ với tỷ thì thôi đi, ngay cả việc ra đến thăm tỷ mà cũng gắng sức đi theo, rõ ràng là không muốn cho tỷ đắc sủng. Cố Hoài Nhu cau mày, không vui nói, muội nói nhiều quá. Hôm nay tỷ tỷ lạnh lùng với muội quá. Liễu Hương Quân mếu máo, ấm ức nói, không những không ngó ngàng đến muội mà còn trách ngược lại muội. Tỷ muội nhiều năm như vậy rốt cuộc vẫn không bằng vinh hoa phú quý. Đúng là không bằng. Cố Hoài Nhu ngẩng đầu lên nhìn vào mắt nàng ta, trong lòng muội vốn dĩ nghĩ như vậy, không phải sao? Liễu thị thoáng giật mình, cục mắt xuống, tỷ nói gì vậy, muội muội nghe không hiểu. Bên ngoài đang sắc thuốc, để muội muội đi xem giúp tỷ. Nói xong xoay người rời khỏi phòng trong. Lòng người thật là khó đoán. Cố thị cười nhạo, dựa vào đầu giường sờ bụng mình nếu thật sự có thêm một khối thịt ở đây thì nàng ta sẽ được cứu khương đào hoa đi theo thẩm tại giã suốt chặng đường từ hoa viên về lâm vũ viện cả hai chúng ta đều không nhanh nhẹn lắm sao ngài đi nhanh thế khương đào hoa ôm eo đuổi theo y luôn miệng nói lúc nãy đi còn chậm lắm mà đó là bởi vì ta đang suy nghĩ một chuyện thẩm tại giã không quay đầu lại nếu nàng không đi nổi nữa thì cứ từ từ mà đi ta về viện trước Người gì không biết. Đào hoa trợn mắt, dứt khoát thả bước chậm lại, đi một mình thật. Chủ tử, người không thấy lạ sao? Thanh đài đi bên cạnh nàng, nhìn bóng lưng tướng ra nói. Nô tỳ chưa từng thấy nhà ai vợ có thai mà người làm chồng lại không hưng phấn chút nào. Chẳng phải vẫn chưa chắc chắn sao? Đào Hoa nói, hắn như vậy cũng bình thường, không có kỳ vọng thì sẽ không thất vọng. Nô Tỳ thì lại nghĩ rằng Cố thị phần lớn đã không được lòng tướng gia nữa. Thanh Đài nói, nếu tướng gia thực sự thích nàng ta thì cho dù không chắc chắn cũng nên dành nhiều thời gian cho nàng ta hơn. Đúng là vậy, Đào Hoa gật đầu. Cố thị dường như đã không ưa nàng ngay từ khi nàng mới vào phủ. Theo lý mà nói, nàng ta là đích nữ của Lang Trung lệnh, chắc không đến mức bị bỏ rơi chứ. Không thể hiểu nổi nàng vẫn quyết định tạm thời không nghĩ nữa mà quay lại lâm vũ viện trước tuy nhiên khi nàng bước vào viện thì trước mặt thẩm tại giã đã có thêm hai người nữa thiếp thân thừa nhận mình đã phạm sai lầm sẵn sàng chịu phạt mai chiếu tuyết quỳ trước mặt y nghiêm túc nói thiếp thân cũng đã nói lời xin lỗi rồi mạnh nương tử rộng lượng không tính toán thẩm tại giã quay đầu nhìn về phía mạnh thị sắc mặt nàng ta vẫn hơi tái nhợt nỗi buồn giữa chán dường như càng sâu hơn. Đúng như phu nhân nói, chỉ cần bằng lòng trả lại sự trong sạch cho thiếp thân, thiếp thân cũng không muốn so đo tính toán gì nữa. Vậy thì tốt, thẩm tại giã gật đầu nói, nếu đã vu oan cho nàng, vậy thì ta cũng nên bù đắp cho nàng một chút. Lát nữa ta sẽ bảo quản gia mang đồ đến viện cho nàng, nàng cũng đừng buồn nữa. Nước mắt lưng tròng, mạnh thị nghẹn ngào đáp lời, liếc nhìn Mai Chiếu Tuyết rồi lui ra trước. Khi đi ngang qua đào hoa, nàng ta ngước mắt lên nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng. Đào hoa khó hiểu, thầm nghĩ hình như mình đâu có đắc tội với nàng ta. Sao lại nhìn nàng như vậy? Nàng cũng đứng dậy đi. Thẩm Tại Dã đưa tay đỡ Mai Chiếu Tuyết dậy, trong viện này có rất nhiều người, nàng vất vả rồi. Thiếp thân không vất vả, chỉ cần ra có thể an tâm, thiếp thân làm gì cũng được. Mai chiếu tuyết mím môi, vẻ mặt dịu dàng khẽ nói. Người như vậy mới thích hợp làm chính thất, đào hoa gật đầu, tuy rằng tâm địa mai thị chưa chắc đã lương thiện nhưng có thể xử lý tốt chuyện của hậu viện, khiến thẩm tại giả yên tâm thì chính là một chủ mẫu có tư cách. Sau khi mọi người rời đi, thẩm tại giả cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nằm trên nhuyễn tháp nói, có thể yên tâm nghỉ ngơi mấy ngày rồi. Hóa ra mấy ngày nay y luôn bận sao? Đào hoa nhướng mày, cười tít mắt, dường như ra đã gần bình phục rồi. Vậy khi nào tiếp thân mới quay về tranh xuân các? Thẩm tại giã liếc nhìn nàng, nàng đâu phải là người không muốn tranh sủng. Sao lại muốn quay về tranh xuân các trong khi có thể ở lại lâm vũ viện? Đào hoa mím môi, thầm nghĩ bà đây đâu có ngu, muốn tranh sủng thì cũng là sủng ái riêng tư. Cứ oang oang bảo nàng ở lại viện của y chẳng phải là tìm chuyện sao. Phu nhân người ta còn chưa đến ở, Nàng là cái thá gì? Ý ra là không nỡ để thiếp thân đi sao? Nàng nở nụ cười, rất tự nhiên lại trèo vào lòng thẩm tại giã, ôm eo người ta nhẹ nhàng nũng nịu. Vậy là thiếp thân sẽ ở đây mãi à? Khóe miệng thẩm tại giã khẽ co giật, chán ghét nhìn nàng. Nàng có thể đừng cứ hở ra là leo lên người ta được không? Không thể. Đào hoa cười thật đáng yêu, nghiêng đầu nói, trên người ra là thoải mái nhất ánh mắt tối sầm, thẩm tại giã đưa tay nhéo cổ tay nàng, kéo nàng đến trước mặt, khẽ cười hỏi, trên người ra chỗ nào thoải mái nhất. Đào hoa, đồ lưu manh vô liêm sĩ, có khí chất của một vị quan cao quý chút được không? Hàm xúc chút đi, nàng đang nũng nịu với y mà lại đi hỏi câu khiến nàng không nói nên lời, vui lắm sao? Thú vị lắm sao? Ngoan ngoãn leo xuống, đào hoa cũng không cười ngây ngô nữa, Nghiêm túc nói, nếu không còn việc gì khác muốn Thiếp thân làm, vậy tối nay Thiếp thân sẽ quay về Tranh Xuân các tiếp tục dưỡng thương. Có việc." Thẩm Tại dã mím môi, liếc nhìn nàng, ngày mai nàng đi may một bộ y phục, hai ngày nữa Nam Vương sẽ đến gặp nàng. Nam Vương sắp đến." Đào Hoa nghe thấy thì lập tức vui mừng. Thiếu niên đó thật là biết giữ lời hứa, rất có trách nhiệm, thường xuyên đến xem nàng có bị Thẩm Tại dã giết hay không làm tăng khả năng sống sót an toàn của nàng trong hang rắn độc. Ta đã hứa với ngài ấy sẽ chăm sóc nàng thật tốt, nên nàng hãy ở lại đây cho đến khi ngài ấy yên tâm. Thẩm tại giã cười, ánh mắt sâu xa nhìn nàng, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, không cần ta dạy nàng chứ. Ra yên tâm, đào hoa cười tít mắt, thiếp thân biết mà. Thành thật mà nói, đào hoa cảm thấy rất áy náy vì lần trước đã lừa dối một đứa trẻ như vậy. Lần này cuối cùng nàng cũng không cần phải lợi dụng hắn nữa, nàng dự định sẽ báo đáp người ta một lần. Dẫn thanh đài đi chọn vài may y phục, lại chọn vài món điểm tâm đi chuẩn bị nguyên liệu. Mấy ngày sau đó Khương Đào Hoa đều rất bận rộn, chạy tới chạy lui khắp lâm vũ viện. Thẩm tại giã đang xem công văn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thấy tinh thần nàng tốt như vậy thì cười khẩy. Vậy mà bảo là dưỡng thương, nhìn bộ dạng nàng như thế có lên núi đánh hổ cũng không vấn đề gì. Tuy nhiên, có một chuyện y vẫn rất tò mò, Khương Đào Hoa và Mục Vô Hạ cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, thậm chí còn chưa nói với nhau được mấy câu, sao lại coi trọng nhau đến thế. Vài ngày sau, Nam Vương đến thăm. Trong phủ đang chuẩn bị lễ nghi như thường lệ, mới sáng sớm Khương Đào Hoa đã ngồi trước bàn trang điểm, thay xiêm y xong liền chạy đến hỏi thầm tại giã, trông có ổn không? phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn